Các bông tuyết tạo thành hạt trong khí quyển bằng cách hút các giọt nước siêu lạnh, đóng băng trong các tinh thể hình lục giác. Những bông tuyết có nhiều hình dạng khác nhau, cơ bản trong số đó là tiểu cầu, kim, cột và ram. Khi tuyết tích tụ thành một lớp băng tuyết, tuyết ảnh hưởng đến các hoạt động của con người như giao thông vận tải, cây trồng, nuôi gia súc. Tuyết cũng ảnh hưởng đến hệ sinh thái bằng cách cung cấp một lớp cách nhiệt trong suốt mùa đông, nhờ đó thực vật và động vật có thể sống sót trong giá lạnh. Chúng ta đang xem cảnh tuyết rơi mùa đông các vùng dân cư ở Mỹ. Với khí hậu mưa tuyết lạnh giá, con người rất hạn chế ra đường, nhưng khi bình minh, phong cảnh tuyết rất đẹp. Sau những đợt tuyết rơi, các xe ủi sẽ làm nhiệm vụ san bằng tuyết để có con đường đi lại,